Chan Anaconda. Mặc dù không có nọc độc, nhưng Chan Anaconda sở hữu sức mạnh rất khủng khiếp. Một khi đã bị chúng siết chặt, con mồi khó có thể chạy thoát. Sở thích của chúng là săn động vật máu nóng bằng những nhát cắn chí mạng và dùng lực siết mạnh. Với cấu trúc xương hàm rộng mở, chúng có thể nuốt được những con mồi to lớn như cá sấu, dê, báo Nam Mỹ và thậm chí các loài rắn khác. Là động vật lưỡng cư, nhưng hiếm khi lên bờ, Chan Anaconda chủ yếu sống dưới nước và có khả năng bơi với vận tốc 20 km/h. Ngoài ra, loài chan này rất hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên vì có khả năng ngụy trang trong đầm nước rất tốt. Sở dĩ chúng làm vậy là để đợi con mồi xấu số đi ngang qua.